Cô ấy là người đẹp điển hình trong mắt người Âu Mỹ. Ngày đầu tiên của tuần trăng mật, cô được người chồng tuổi tác có thể bằng ba của cô đưa về nhà ở quê. Ngôi biệt thự rộng nhưng ít người hầu. Cô gái rõ ràng là lọ lem lấy được chồng giàu có. Đối mặt với một bàn đồ ăn ngon, cô ấy ăn trông rất khó coi, nhưng người chồng không để ý đến những hành động đó. Chồng già vợ trẻ, Thu Hải Đường ép hoa lê. Vào đêm hôm đó, cô gái cây Thu Hải Đường xinh đẹp này gần như bị cắt đứt dây thắt lưng và đẩy nằm lên giường. Bạn có nghĩ rằng họ sẽ sống một cuộc sống ngọt ngào? Sai rồi, cô gái vô tình đột nhập vào căn phòng bí mật của ngôi biệt thự, phát hiện một bí mật nếu nói ra ngoài sẽ chết. Chồng của cô ấy đang giấu người phụ nữ khác trong tủ đông. Bộ phim Chú Hạ Muốn Nói Hôm Nay tên là Elizabeth Harvard. Đã là thu hoạch, thì nữ chính nên gọi đơn giản là cô gái rau hẹ. Câu chuyện nên bắt đầu nói từ ngày thứ hai của đám cưới. Để xoa dịu nỗi lòng của cô gái, người chồng trằn trọc cả đêm đưa cô gái rau hẹ đi tham quan biệt thự và nói rằng tất cả những gì cô ấy nhìn thấy đều là của cô ấy. Duy nhất có một căn phòng nhỏ màu đen là cấm tuyệt đối không được vào. Cô gái rau hẹ cảm thấy kỳ lạ, nhưng không để tâm. Đêm đó, hai cây Thu Hải Đường ép hoa lê. Lần này cô gái rau hẹ suýt chết trên giường. Ngày thứ ba, người chồng ra ngoài làm việc, để cô gái rau hẹ ở trong nhà một mình. Cô gái rau hẹ cảm thấy cuộc đời mình đã đạt đến đỉnh cao. Một người phụ nữ bình thường như cô ấy không hiểu tại sao lại có một người chồng thành công như vậy. Nữ quản gia đối mặt với một câu hỏi ngớ ngẩn, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Lời nói ngầm là, giả ngốc cái gì, còn không phải là đàn ông đều yêu cô gái 18 tuổi. Đêm hôm đó, cô gái rau hẹ tò mò bí mật đột nhập vào căn phòng nhỏ màu đen. Nhìn thấy một hàng tủ đông lạnh, mở ra xem thử, một cô gái đang nằm bên trong giống hệt cô ấy. Cô gái rau hẹ muốn báo cảnh sát, lại phát hiện không có tín hiệu, cô ấy ngủ đã mê man, khi tỉnh dậy thì người chồng về nhà rồi. Người đàn ông với vẻ mặt tức giận, khiển trách cô gái rau hẹ không nghe lời, đã thấy thứ không nên thấy, người phụ nữ yếu đuối chống lại. Kết cục không có gì bất ngờ, làn sóng hẹ đầu tiên bị thu hoạch một cách suôn sẻ. Thi thể của cô gái rau hẹ bị ném vào trong một hố đất, người chồng là thủ phạm, nữ quản gia và tiểu tử mù đều là đồng phạm. Cảnh sát đến thẩm tra về cô gái hẹ, cũng bị anh ta khéo léo đánh lạc chủ đề. Ngay sau đó, một cô gái rau hẹ khác lại xuất hiện trong màn. Cốt truyện y hệt được dàn dựng một lần nữa, người đàn ông sẵn sàng dâng hiến tất cả của cải tài sản cho người vợ trẻ của mình. Duy nhất căn phòng nhỏ màu đen là ngoại lệ. Người chồng mỗi đêm đều Thu Hải Đường ép hoa lê. Vẫn là ngày thứ ba ra ngoài làm việc. Cô gái rau hẹ lại một lần nữa đột nhập vào nơi bị cấm, phát hiện mình đang nằm trong đó, cô gái rau hẹ bị dọa đến mất hồn bỏ chạy. Chỉ lần này, cô gái rau sam, người đang trong tủ lạnh thức dậy. Sáng hôm sau cũng là công thức đó, mùi vị tương tự. Người chồng trở về nhà định dùng khăn bóc cổ cô gái rau hẹ thì phát hiện ra sự thật, cô gái rau hẹ vùng vẫy trong tuyệt vọng, chạy về phía cửa chính thì lại phát hiện mật mã, dấu vân tay đều không có tác dụng. Căn biệt thự trở thành một nhà tù không có lối thoát. Người đàn ông chú ý đến ý thức nghi lễ biến việc giết người thành nghệ thuật. Anh ta đeo găng tay và chuẩn bị thuốc mê, định bắt cô gái không nghe lời này. May mắn thay, cô gái rau hẹ đã chống trả thành công trước khi hôn mê. Kỳ dị thay, anh ta đã bị giết chết. Sau khi cô gái hẹ rau xử lý xong hiện trường án mạng, trốn trong phòng tắm và khóc. Cô ấy khóc cũng là có lý, tự biến mình thành quả phụ. Gọi điện kêu cứu hộ nhưng lại không biết địa chỉ nhà mình ở, quá thảm rồi. Lúc này, nữ quản gia và tên tiểu mù đã trở về. Thật không ngờ rằng, nữ quản gia là người bị bệnh, bước vào cửa thì bệnh tim tái phát và ngã xuống nền nhà. Trước khi hôn mê đã gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu, xe cấp cứu đưa nữ quản gia đi. Tên tiểu mù sau đó đã nói rõ chân tướng của căn phòng nhỏ màu đen. Hóa ra, người được gọi là chồng của cô ấy là một kỹ sư di truyền đẳng cấp thế giới. Sau khi mất đi người vợ yêu quý của mình, anh ta đã nhân bản hàng nghìn DNA. Một miếng sao chép 6 người vợ. Nó còn được gọi là chú Chi Do. Sau này, anh ta đã lấy một người trong đó ra làm vợ, còn lại 5 người đặt trong căn phòng nhỏ màu đen, trở thành giống như những chiếc lốc dự phòng chính hãng. Cô gái rau hẹ là chiếc lốc dự phòng thứ 5 của Chi Do. Bốn người trước đó rồi. Hai bên đang nói chuyện thì cảnh sát lại đến tìm vì nhận được tin báo từ trung tâm cấp cứu, cũng lạnh lùng và ấm áp hỏi cô gái rau hẹ. Cảnh sát ngồi chưa bao lâu thì tiểu tử mù đã bắn một phát vào ông ta, để xử lý triệt để cảnh sát. Làm theo lời của tiểu tử mù, ông già này thực sự là một cảnh sát da đen, ông ta sớm đã biết chuyện Chi Do sát hại người vợ nhân bản. Hai người đầu tiên cũng là anh ta chủ động hỗ trợ bắt giữ, cũng coi như đã chết. Cô gái rau hẹ cho rằng mình đã gặp được cứu tinh. Tiểu tử mù tạo phản đã bắt cô ta nhốt vào trong phòng, ra lệnh cho cô ta chăm chỉ đọc cuốn sổ của nữ quản gia, nói với anh ta không thể nhìn thấy được bí mật. Đã xem nửa ngày, nữ quản gia là một chuyên gia thần kinh học, Chi Do có thể nhân bản được người vợ nhưng lại không thể khôi phục được sự thối rữa sớm của thịt. Vậy nên đã mời cô ta làm trợ thủ, nghiên cứu làm thế nào để khôi phục lại sự thiếu hụt sinh lý của cơ thể nhân bản. Nghiên cứu đi nghiên cứu lại, cơ thể của ba bản sao đầu tiên đều do phần cứng và phần mềm không tương thích bị lôi ra ngoài và chôn sau màn hình xanh chết chóc. Chi Do bực bội không muốn vợ nữa. Đơn giản, nữ chuyên gia đã tốt hơn rồi. Nhưng Chi Do lúc này tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Anh ta một bên có nữ chuyên gia, một bên lại nhớ về những gì đã qua trong đêm tân hôn với cô vợ 18 tuổi. Rõ ràng có tiền là có thể làm được việc. Anh ta phải thông qua nghiên cứu để thỏa mãn, cũng là một tên cuồng khoa học.
Chizo còn lo lắng, không biết cô vợ trẻ có xem thường thân thể già bệnh tật của mình không, đã đem mình nhân bản thành một ấu trùng, tự nhận bên ngoài mình là người hầu, bên trong là con trai của anh ta. Năm ông ta 18 tuổi thật sự thích chị em cô gái rau hẹ, Chizo ghen tị đến phát điên, tự biến anh thành tên mù. Dù Chizo chết rồi, nhưng suy nghĩ tâm thần của anh ta vẫn còn tồn tại trong não của tiểu tử mù. Tiểu tử mù chỉ muốn đem cô gái rau hẹ làm thú cưng để anh ta nuôi dưỡng. Cô gái rau hẹ là người nhân bản làm sao có thể nghe theo lệnh sắp xếp vô nghĩa này, nó còn đáng sợ hơn một cuộc hôn nhân sắp đặt. Lúc họ vướng vào nhau, bản sao số 6 đã thức tỉnh trước đó xuất hiện cùng với một khẩu súng. Nhìn thấy cô gái rau xăm sắp phải bóp cò, cô gái rau hẹ sợ đến mức hét lên, mau dừng tay, là người của mình, chúng ta là chị em ruột không cha không mẹ. Nhưng cô gái rau xăm vẫn bắn súng, đạn trúng vào người của tên tiểu mù. Cô gái rau hẹ trốn chạy ra cổng, cũng bị cô gái rau xăm bắn một phát từ phía sau. Thời gian xuất hiện của cô gái rau xăm là ít nhất nhưng đã trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đời. Cô ấy rời khỏi ngôi biệt thự đầy thi thể, đi về phía con đường tự do đầy nắng. Xem xong bộ phim, chú Hạ muốn nói rằng kỹ thuật nhân bản này đã trở thành sự thiết lập buôn bán cơ thể người. Ngay từ trong bộ phim khoa học viễn tưởng Mặt Trăng đã có một mô tả sâu sắc, và cốt truyện của Elizabeth Harvard với cơ thể người được giấu trong ngôi nhà nhỏ màu đen giống cách giải thích hiện đại vì yêu dâu xanh trong truyện cổ Grimm. Trên thực tế, ý nghĩa của loại phim này rất giống nhau. Thịt quả thực có thể được sao chép thông qua các phương tiện khoa học, nhưng con người là tổng hòa của thời gian và các mối quan hệ xã hội. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại từng nói rằng một người không thể bước xuống cùng một dòng sông hai lần, vì cùng một lý do, cơ thể nhân bản dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể có linh hồn giống nhau. Cũng giống như Chizo xuất hiện trong video của chúng tôi, tất cả chúng dường như là cùng một văn bản, nhưng đằng sau đó là tất cả những tính cách dễ thương, hài hước và khác biệt của các bạn. Chizo và 6 người vợ đã không xử lý tốt, và cuối cùng một trong số họ đã chết.